Chào tất cả anh em, nay mình rảnh mình hướng dẫn cho anh em một cách karaoke trên màn hình nhưng mà âm thanh rất là sống động nha. Cái này là phù hợp vào mình phải có đeo một cái tai nghe rồi mình ca mới được. Rồi, bắt đầu mình vô chương trình. Mình vào cửa hàng Lay. Vào cửa hàng Lay mình tìm cho được bằng được cái chữ karaoke hát, karaoke ghi âm nha. Rồi mình tải về. Nhưng mà mình đã có tải sẵn rồi đây. Đó, mình đã tải sẵn giờ chỉ là mình mở là vô thôi. Đó. Rồi giờ chỉ mình mở. Anh em chờ trong giây lát. Đây, cái phần này là mình đã cũng văn nghệ nhiều, mình ca hát nhiều bài lắm. Tân cổ, sân ga chỉ có một người. Karaoke nói và tôi của Trường Vũ. Đủ thứ hết. Rồi đây giờ mình hướng dẫn luôn. Trước khi mình muốn tìm kiếm bài hát karaoke, mình đã tải xong rồi đó. Đây, chữ karaoke đây. Hát karaoke mình khỏi vô trước ngay đó đi. Rồi bắt đầu mình thấy cái micro nằm tên để chữ tìm kiếm một bài hát hay không. Đó, giờ mình điền vô. Mạng kết nối mạng hay yếu để mình sẽ tới đây. Mình thoát nó ra đi. Tại mình đang quay ấy, rồi mình không có đánh chữ vô được cho nên nó cũng hơi khó khăn lắm. Thôi giờ mình điền bằng tay đi. Karaoke sân ga chỉ có một người đây, ok. Đó, giờ đã có đây. Mà trước khi mình muốn ca hát mà chọn bài á là mình phải điền cái chữ hát karaoke này nha. Là mình khỏi bài hát nó mới lên chứ mình đừng có để là bản thu âm của tôi. Bản thu âm của tôi là mình ca rồi á là mình mới mở bên bản thu âm của tôi. Còn giờ mình chọn bài hát mình phải để là chữ karaoke đây mới được. Đó, thì trong đây là mình đã có ca rồi thì giờ mình vậy là chỉ nhấn là vô thôi. Đó. Đây mình hướng dẫn luôn cho một đoạn clip này nó cũng hơi dài. Đây chính âm lượng. Coi như cái màn hình này là chỉnh nha, cho dễ ca. Thì theo anh em như thế ca hơi dài hay yếu hay hoặc cái micro của bạn là cái tai nghe của bạn nó tốt thì mình chỉnh âm lượng cái chữ tép này hơi bớt lại tí để nó hú. Còn nếu như mà micro thường á là tai nghe thường á thì mình đã chỉnh đi dày là đúng rất hiệu quả nha. Rồi trên đây là trước khi mình tải gì là mình phải điền chữ đây. Micro ghi âm là mình để chữ bật nha, nó đi dày mới được nó mới vô. Còn nó để cái máy chụp hình nè. Là mình để là mặt trước hay mặt sau. Nếu như mà mặt trước á thì là mình quay gì đây, còn mặt sau thì mình quay ngược lại cho nó chỉnh qua chỉnh lại cho nhạc nó. Đây là mặt sau. Đó, đây là mặt trước. Mình karaoke lúc nào cũng quay mặt trước chứ không quay mặt sau. Rồi, tùy theo anh em chỉnh nha. Rồi mình giờ mình vô cái phần cài đặt. Nó chữ hát karaoke thì mình bấm vào là chỉ có ca bài hát karaoke thôi. Để mình làm thử một clip cho anh em theo dõi. Risk Monkey is your smart AI financial risk forecaster. It predicts the riskiness of portfolios, even large ones with hundreds of positions. Link your portfolio via Plaid and get it assessed. Risk Monkey also provides a breakdown of your risk number, which gives you a better insight to your portfolio. Reduce the risk of your portfolio by allocating a portion of it to an allocate right strategy. Risk Monkey features tools to help you decide. The momentum indicators are a useful guide when choosing one security over another. Allocate right. Investment or the 100%. Đó, giờ mình khỏi vô ca. Trước khi mình ca xong rồi nó bên đây nó có để chữ, nó ca gì vừa ca xong bài đó mình để chữ là xóa tập tin hay là thoát, nhưng mà mình không để xóa không để thoát, mình để chữ chỉ cần lưu chứ không đừng có để nên chỉnh sửa. Tùy theo người ta đã thành thạo rồi thì người ta để chỉnh sửa, còn mình thì mới biết mình để chỉ cần lưu là được rồi nha. Đây giờ chỉ tính mình lưu đi nó đó, anh giờ đây đã có đây phải không đó, mà giờ cái bản này là mình đã có xài rồi. Bây giờ mình mở lại cho nghe nha, bị mình cũng văn nghệ, mình cũng mê lắm. Giờ mình hát lại cho nghe. Lần này mình cũng ca nè, âm thanh tuyệt chiêu lắm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Hãy
mình đã hát lại thì mình chỉnh cái tiếng nhạc cho hay, rồi mình bóp vào ngay chỗ mà mặc định, mà định ngay chỗ cái loa đó, đừng cho nó chuẩn cái tiếng nha, để nó chạy cái lần âm lượng hay hoặc nó chạy delay hay là bass chép gì đó nó chạy qua chạy lại, nhiều khi âm thanh không hay. Mình bóp vào chỉ mặc định xong rồi có một nút mà nó kéo về hết, cuối cùng mình phải làm lại cho ngay chính giữa luôn, nó ngay chính giữa hết nó mới âm thanh nó mới hay nha. Rồi giờ mình để mình thoát ra đây bản thu âm nè, mình đó ca cho nghệ nè, nó nhiều bài hát đó mình muốn đặt, ví dụ mình ca xong rồi mình phải lấy tay mình khỏi vô cái bản chữ thu âm, còn nếu mà mình tìm bài hát á là mình kéo qua để chữ karaoke mình khỏi vô đó, thì đi vậy dễ hiểu. Thì anh em muốn cần mà nhập bài hát thì khỏi lên cái chữ micro hoặc tìm kiếm mình nhấn bằng tay cũng được. Rồi giờ mình thoát ra, khi nào thoát ra thì để chữ đồng ý, đồng ý mới thoát ra, còn không đồng ý thì để chữ không. Rồi giờ mình thoát ra, nó phải tải đi về nha. Rồi giờ mình thoát ra dứt luôn. Rồi chào anh em nha, chúc anh em làm được bài hát karaoke như mình. Tuy rằng nó không hay nhưng mà cái này nữa tâm lắm, lúc mình ở nhà mình buồn mình găm tai nghe vô là mình ca hát, rồi cái đầu mình có bluetooth hay âm ly gì đó mình găm vô mình mở là mình nghe, cái ca hay còn hơn cái dàn nhạc sống nữa chứ đâu có tệ đâu.